một nông trại hoa oải hương ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ vào thời điểm này. Hàng nghìn gốc hoa đồng loạt bung nở tạo ra một cảnh sắc tuyệt mỹ với màu tím biếc và hương thơm nồng nàn phảng phất khắp không gian. Trong dịp cuối tuần, những nông trại oải hương như thế này không lúc nào vắng bóng các du khách và cư dân trong vùng tới thưởng lãm, thư giãn trong bầu không khí thoáng đãng, tràn ngập mùi oải hương, cũng như đem về nhà một vài bó hoa để tạo thêm sự sinh động cho căn nhà của mình. Đây là lần đầu tiên tôi được tới với mùa oải hương ở khu vực thủ đô Washington DC này. Thật là đẹp quá. Hơn thế thì những vùng nông trại ở đây rất yên bình. Ngày cuối tuần ra đây ngắm hoa và tận hưởng không gian đầy màu sắc này, quả là rất ấn tượng. Năm nào chúng tôi cũng tới những nông trại như thế này để có được nhiều bức hình đẹp và tận hưởng cảnh sắc của loài hoa rất thơm và hấp dẫn này. Bên cạnh việc ngắm và hái cho mình một vài nhành hoa tươi đem về, thì khách tham quan cũng thường dành thời gian khám phá rất nhiều sản phẩm khác nhau được làm từ hoa oải hương, mà phổ biến nhất là các loại sữa tắm, tinh dầu, nến thơm mang hương sắc đặc trưng của loài hoa này. Hầu hết những sản phẩm này đều được các nông trại sản xuất theo phương pháp thủ công tại chỗ, khó có thể tìm mua được ở những nơi khác. Từ giữa tháng 6 cho tới giữa tháng 7 hàng năm cũng là thời điểm bận rộn nhất của những nông trại oải hương ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Vào dịp tháng 6 hàng năm, khi mùa hoa oải hương bắt đầu, thì cũng là thời điểm mà các gia đình thích tham gia vào các hoạt động ngoài trời dịp cuối tuần. Trung bình mỗi ngày trong dịp này, nông trại của tôi đón tiếp khoảng vài trăm khách ghé thăm. Dù chỉ là một nông trại nhỏ, nhưng sức hút của loài hoa rất thơm này đã thu hút mọi người đến với chúng tôi. Sự nhộn nhịp dịp mùa hoa không những tạo ra thu nhập, mà còn đem đến không khí vui tươi, rộn ràng trong cuộc sống thường nhật của chúng tôi. Với rất nhiều nông trại oải hương ở khu vực ngoại ô, nếu có dịp lái xe dọc theo những tuyến đường ngoại ô thủ đô Washington DC, du khách và cư dân địa phương sẽ có dịp chứng kiến những cánh đồng oải hương dài bất tận với hương thơm ngào ngạt. Tham quan những nông trại như thế này đã trở thành thói quen và thú vui thư giãn tinh thần của không ít cư dân trong vùng, đặc biệt là vào chiều cuối tuần khi nắng dịu và màu tím của oải hương đã nổi bật trong ánh hoàng hôn.